Đây nhá. Sau khi mà em ra được như thế này thì em thấy cái chỗ xuất khẩu XML để nộp báo cáo Dạ. không? Đấy, thì Dạ nếu anh. mình đã có bản quyền rồi đúng không? Thì mình có thể nộp trực tiếp luôn. Nhưng mà thường thường thì chị hay đưa vào HDKK. Bạn chưa lập được Dạ. thông tin quận huyện ấy thì đồng ý mình phải thiết lập ấy cái thông tin này trước. Dạ. Tịch Dạ. này, chọn đi. Giống như chọn bên HDKK ấy. Mình nộp cái khớp thông tin ở trên đăng ký kinh doanh. Rồi. Huyện, quận huyện. Rồi. Đồng ý. Rồi xong bắt đầu mới xuất khẩu ra desktop để mình lưu tạm thôi nhé. Dạ. Đây bản Dạ. chất của nó cũng là một cái bản XML. Bây giờ em mở HTKK của em ra. Dạ. Chị đợi một chút, nó đang cập nhật cái bản mới. Chị cho em hỏi một chút cái phần em đóng cái này nha. Cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của chị. Thì mình tại vì em lên á thì em thấy nói chung là em không có bổ sung số liệu gì hết, nên là nó cái chuyện lên sao thì em để nguyên như vậy, thì Không, mình có cần phải bổ sung. cái này tí nữa chị sẽ chỉ làm đưa sang HTKK ấy, rồi đối chiếu ấy với báo cáo tài chính. Riêng cái này thì không làm ở trên, nói chung là chị không xuất cái toán này lên từ trên trên này ấy, mà giữ nguyên đâu. Mình còn phải sẽ xử lý tay ấy, một số vấn đề ở trên HTKK nữa. À, hôm nọ chị có hỏi cái phần thuế giá trị tăng của em khớp rồi đúng không? À dạ, nó khớp với tờ khai của cuối tháng 12 năm 2022 là nó khớp rồi. Ok. Nó khớp với cái số tiền mình cần phải nộp đúng không chị? Đúng, đúng rồi. Cần Dạ, phải nộp đúng rồi. hoặc là Dạ. đang phải được khấu trừ thì nó phải khớp. Dạ rồi, dạ Ok. rồi. Rồi chị hướng dẫn em cái này trước rồi. Bây giờ em vào phân hệ báo cáo tài chính này. Nhá. Dạ. À, em là làm theo thông tư 200 đúng không? Dạ, Thì dạ mình đúng. sẽ chọn báo cáo thông tư 200 đây. Dạ. Chọn 2022. Mình sẽ bỏ đi một cái phương pháp Dạ. lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đi nhá, mình chọn trực Dạ. tiếp đồng ý. Rồi sau đó thì mình sẽ nhấn vào cái chỗ nhập từ XML đây này, thấy chưa? Dạ, dạ. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái desktop, đúng rồi, báo cáo tài chính open. Đấy. Thì thực ra ấy, làm như vậy nó sẽ nhanh. Có nhiều bạn không biết Dạ. đấy, cái này thì cũng Dạ. nhiều bạn cũng biết nhưng có nhiều bạn không biết lại cái ngồi đánh tay ấy lên đây. Dạ. Ồ, khoan, từ Dạ. từ từ xem nào. À ok, bên HTKK đây nhưng chưa đủ em ạ. Cái này bị Chưa, thiếu rồi, đưa tới chị nó xem, chưa, dạ đúng rồi. nó chưa đủ, đưa chị xem lại cái báo cáo tài chính lúc mà Dạ. phân tích xuất ra ấy. Khả năng đây em À xóa đi, chị xem đây. em xóa đi, em xóa Không không cho. không không. Chị nghĩ là do mình kết xuất chưa đủ rồi. Chị đợi em tí em xem nào. Không, em chỉ để ngoài desktop mà. Không. Đây em xóa cái này đi. Ừ. Không, nãy chị đưa vào thư mục. Dạ. À ok, em xóa đi, em xóa luôn chị nào. Rồi, Dạ rồi. sau đó chị sang Misa. Dạ. À, chị vào lại. Em mở đây là bảng cân đối đây đúng không? Không không không, ở phần tổng hợp nó mới có báo cáo tài chính chị. Đây. À, em lập trong này à? Dạ thì phải lập trong đấy chứ chị. Dạ. Không, có hai cách lập. Không. Ok, lập ở đây cũng được. Đây, chị thường thường này, lập báo cáo tài chính, em bấm vào đây em lập đúng không? Thế thì không thì lập thứ hai về vào báo cáo đây này. Thấy chưa? Thì đây này, bảng cân đối kế toán đây này. Thấy chưa? Đây là bảng cân đối tài khoản nhá. Còn đây là bảng cân Dạ. đối kế toán nhá. Được chưa? Dạ. Đấy, chọn năm này. Năm nay này. Thấy chưa? Dạ. Chọn này. Dạ. Đấy, bỏ này. Gián tiếp đi này. Điền thêm cả Dạ. các vào đây này. Em bây giờ thứ nhá, Dạ. thứ nhất từ từ Dạ. nhá, tí nữa em quay lại cái này. Thế bây giờ em quay lại cái của em nào. Nào. Đây, cái của em đây. Đây, em bấm vào đây. Tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhá, đúng không? Rồi. Dạ. Nếu như thế này thì đây, từ từ xem nào. Đấy, thì khi vào đây chị sợ là nó không được đây này. Để mình nhấn chữ in vào đây. À đây, lúc nãy nhá. Lúc nãy chị em mình làm ấy, được chưa? Dạ. Là chị em mình nhấn vào in. Chứ chị em mình không chọn hết đấy. Tại cái này. À, dạ. Đấy.
bởi vì chị lại tưởng là em mở theo cái cách của chị ấy. Cái cách của chị thì À, nó sẽ tự nó sẽ ra rồi, còn đây là mình sẽ phải chọn lại một trận thêm. Cái cách của chị thì chỉ cần bỏ cái một cái phương pháp đi thôi, còn cái này là mình coi như mình lập theo phương pháp nào ấy, thì bây giờ mình phải nhất vào đây nhá. Đồng ý, đồng ý. Đây là vì em đang làm theo thông tư 200, nhưng mà cái đưa chị xem lại cái chỗ bên báo cáo này. Nếu mà thông tư 133 ấy thì nó sẽ có một cái dòng ở đây ấy, là hiện thực số dư hai bên. Đấy chưa? Thì em phải bấm cả hiện thị số dư hai bên để đưa bản cân đối tài khoản ấy. Nó phải khớp với cái bản cân đối kế toán. Nhất là nếu như em không chọn thì công nợ của em nó bị sai nhá. Để vào quay lại bản tổng hợp em làm theo thông tư 200 thì nó không có cái dòng đấy. Để em kiểm tra lại công nợ của em chứ đấy. Công nợ phải thu phải trả ấy. Phải trả trước ấy. Nó khớp Khớp đấy phải khớp thực không? tế rồi chị. Rồi, ok. Nhấn in đây. Đó, nhấn đồng ý. Đấy, nếu có sai sót gì thì xóa cái cũ ở ngoài để nó tránh chồng chéo lên nhau thôi mà. Đấy nhá. Desktop này. Chỉ gọi là bẩn nhát thôi. Rồi, bây giờ quay sang đây. Mình xóa đi. Đấy chưa? Vào báo cáo tài chính 120. Nhập khẩu từ XML. Báo cáo tài chính đây. Ok. Đấy. Thế bây giờ đối với cái báo cáo tài chính 2022 là vì cái cơ sở dữ liệu của em ấy tạo trên phần mềm Misa ấy là từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, đây này, tệp này, thông tin dữ liệu, cho nên phần mềm không hiểu được kết quả kinh doanh của năm 2021. Chính vì thế là mình sẽ phải lấy cái báo cáo tài chính đã nộp ở trên thuế điện tử ấy, bản cuối cùng nhá. Đấy, xong rồi đánh cái kết quả kinh doanh ấy lên đây, tất cả tiền đây. Và cái lưu trữ tiền tệ cũng thế luôn, cũng lấy ở trên cái báo cáo tài chính 2021 đã nộp ấy. Đó, em sẽ gắn lên đây, sau đó em mới ghi ở đây. Đúng không? Ghi lại xong em tạo một cái folder ở ngoài là bộ báo cáo tài chính 2022 ấy. Em xuất khẩu ra em nộp. Được chưa? Rồi, đó là cái phần này tí nữa em bổ sung nhá. Và em tạo ra một folder Dạ để em kích xuất ra để em nộp. Thế thì rồi. bình thường ấy, nhẽ ra chị sẽ phải dạy lập cái này, là đây là chị đang chỉ cho cái cách làm thôi. Nhưng nó chưa đúng. Bởi vì đúng quy trình ra nhá là em phải làm theo trình tự, tại vì em đang hỏi chị về báo cáo tài chính trước. Bây giờ ấy, đúng quy trình này thì em phải vào thuế cho chị, lập cho chị cái quyết toán ấy, thuế thu nhập doanh nghiệp trước. Bởi vì sao? Bởi vì em lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trước ấy, em phải biết ngược cái số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay là bao nhiêu. Sau đó em còn một bút toán nữa cơ, xác định số thuế ở trên báo cáo tài chính ấy thì mới ra được cái số thuế đúng ấy nhá. Thấy chưa? Có nghĩa là mình ra những cái số thuế đúng, mà mình xác nhận đúng cái số thuế mình phải nộp. Từ đó em mới phải đưa một, nói chung em đang thiếu báo cáo tài chính này chưa đúng. Báo cáo tài chính đúng mới chỉ đúng được ở góc độ là đây là lợi nhuận trước thuế thôi. Em chưa xác định được cái lợi nhuận sau thuế, đúng không? Đúng ạ. Đấy, em đang thiếu bút toán là kết chuyển cái số thuế phải nộp và xác định lại lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy bây giờ nhá, em ghi này. Bây giờ mới chính xác, cái này chị là lúc nãy chị sẽ hướng dẫn sơ bộ ấy khi em đang hỏi thôi, còn bây giờ nhá, quy trình cái này coi như em chưa được, chưa thể lấy cái báo cáo này để nộp được. Nào bây giờ nào, đầu tiên ấy, em vào cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp đây này, đúng không? Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03 đây này, phải chọn thông tư 80 nhá. Đấy. Tờ khai lần đầu mình làm lần đầu, nếu trong trường hợp mà em làm lại tờ khai bổ sung ấy là của năm cũ ấy thì bấm vào tờ khai bổ sung. Nhưng với muốn làm được tờ khai bổ sung thì phải upload ấy cái tờ khai lần đầu mà em đã nộp lên mạng ấy, cũng bằng cách y chang như chị vừa hướng dẫn các em ấy, cái cách upload đấy. Thì em nhấn vào chữ 03 trừ 1 đây là phần báo cáo tài, tức là kết quả kinh doanh ấy, trong cái phụ lục này là cái cần thiết. Em nhấn đồng ý. Rồi.
Bây giờ em sẽ vào phần thuế. Phần thuế đây này. Đấy. Dạ. Cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp năm đây, đúng không nào? Em lập rồi. Thì bây giờ Dạ. mình sẽ cũng sẽ dùng cái kỹ năng mà mình vừa mới làm đó, cũng óp nó lên, nhưng mình sẽ sửa một số chỉ tiêu. Dạ. Nhấn chữ in cho chị nào. Rồi, cũng nhấn ra xuất khẩu ra XML. Cũng Dạ. để tạm ở màn hình. Không Dạ. xem. Sau đó vào đây nhấn nhập khẩu từ XML đây. Nhớ gửi Dạ. được chưa? Đó. Dạ. Cho nó nhanh. Thế bây giờ này, cái kết quả này là trước thuế là 4 tỷ 217. Đúng không? Thì bây giờ Dạ. cũng sẽ bằng cái số tiền ở trên bảng cân đối của chỉ tiêu 421. Đây. 4 tỷ 129 đúng không? Thì đây cũng là đây là ô lệch con này. Nhá. Đây là 4 tỷ 127 nhá. Mà trong khi đó bảng Bốn cân đối của hai em mười là bảy 4 tỷ 129 mới đúng. Có đúng không? Phải không? dạ Vậy vậy dạ thì nó đúng đang có vấn đề. Vậy có vấn đề thì bây giờ mình kiểm tra bằng cách nào? Em cũng dạ vào phân hệ thuế đây. Đúng không? dạ Mở cái này dạ ra để chị kiểm tra lại. Một là do upload bị lỗi, hai là do nó bị sai từ đây, đúng nó sai từ trên các em đấy. tại vì lúc 4 tỷ 217 em trừ đi nào. 4 tỷ 217 408 393. 8 393 Ghi cho chị cái số này nhá. Ghi số này nhá. dạ dạ rồi Lưu số này lại, sau đó em vào phần báo cáo. Nói chung phải xem ở cái bảng cân đối tài khoản ấy. Trừ cho chị cái. dạ Trừ cho chị cái 421 đấy. 4129 429. 4129 lại 4 484 Ừ. 87 triệu Đâu? 803 ngàn Làm gì em kìa? trừ đi 4129. Lúc nãy là 4 bao nhiêu? cái kia là 4 4217 lận chị 4217. 4129. Rồi, lấy bao nhiêu? lệch 87 triệu 803 ngàn 909 đồng 87 triệu đúng không? dạ Ở trong này em có cái khoản nào điều chỉnh giảm giá vốn không? có Có đúng không? cái bữa mà à Hàng bán bị trả không lại. em chỉ Có hàng bán bị trả lại không? không không có chị không bữa em chỉ điều chỉnh cái lợi nhuận chưa phân phối của năm trước với lại điều chỉnh cái nguyên giá của tài sản cố định Đây, em hạch toán 87 triệu 83 đây là rồi, ok. Cái này em xác định rồi. Có nghĩa là em báo cáo này của em là em đã xác định cái 821 rồi luôn đấy. Đúng không? Em làm rồi này. từ từ đã chị tại vì cái này là nó Đây chị xem lại nha, hình như em tư duy của em là không biết có đúng không, không bao giờ đúng số tiền này đâu em ạ. Cái này em đang sai. Bởi vì là cái số tiền 4 tỷ mấy em lời ra nhá, lợi nhuận đấy. Mà nhân với dạ 20% thì không thể nào bằng số tiền 87 triệu này đâu. Mà chắc chắn là cái phần truy thu đây này. Cái này là em sai rồi. Cái truy thu thuế này ấy, nghe chưa? Là cái dạ phần là truy thu từ năm ngoái, từ mọi năm. dạ Đúng không? đúng Mà cái truy thu chi này thu thực ra ấy là cái phần quyết toán thuế của ngày trước thì nó không phải tính vào chi phí của năm nay đâu. Nếu bây giờ chị giải thích nhá, nếu như ở cái phần này mà em lại cho vào 821 thì tự nhiên từ 821 nó sẽ cái chuyển sang 911 ấy, làm giảm cái số thuế thu nhập doanh nghiệp của em đi. À quên, đúng rồi, làm giảm cái số thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty đi. Nhưng thực chất ấy, đây là một cái tiền phạt. Mà tiền phạt thì không được đưa vào chi phí hợp lý. Hiểu chưa? Dạ. Thì nó sẽ có hai cách. Dạ. Cách thứ nhất là đưa vào 811. Nhưng mà đưa vào 811 ấy, thực chất thì Dạ. 811 cũng sẽ là kết chuyển vào 911.
Đó là nguyên tắc của nó. Mà nếu như đưa vào 811 thì nhìn ở trên kết quả kinh doanh của cái phần quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ấy. Đây, đây này. Dạ. Nó khác với cái Cái gì? 421 bên có ấy, của báo cáo tài Dạ. chính. Cho nên chúng ta Dạ. dẫn đến rất hay nhầm lẫn, đúng không? Nếu Ờ. ở trường hợp mà Dạ. em đưa vào 821 thay vì 811 ấy, thì ở chỉ tiêu B4 đây này, thấy chưa? Em phải bốc cái 87 này, bao nhiêu nhỉ? 87, 803, 803 này, 909. 909 vào đây. Nghĩa là em sẽ loại trừ vào đây. Dạ. Thì nó mới ra được 4217, 408, 393. Đúng không? Đó. Dạ đúng. 42, 4217. Tức là mình sẽ phải loại trừ ra. Đấy. Có nghĩa là nếu mà mình hạch toán vào 8211 thì mình sẽ phải đưa lên cái chỉ tiêu B4 ở trên Đúng. tờ khai quyết toán. Đúng rồi. Tuy nhiên làm như thế thì nó sẽ không đẹp Dạ. báo cáo tài chính. Giữa hai bên nó sẽ bị rơi ra cái khoản đó. Thế chị cũng không thích làm theo cách Dạ. đấy. Nếu những khoản Dạ. phạt ấy là chị sẽ làm như thế này. Dạ. Cũng có nhiều ý kiến là cho vào trường hợp nợ 8 phần 11 đấy. Có ý kiến thì làm Dạ. theo cách nào cách kia, nhưng đối với chị từ trước đến giờ chị làm ấy là chị cứ cho vào 421, 4211. Thực ra ấy, chị giải thích nhá. Cái Dạ. 4211 đưa 4211 này này là cái tài Dạ. khoản lợi nhuận của năm ngoái. Mà lợi nhuận của mà khi mà chúng ta làm ấy, báo cáo tài chính của năm nay ấy, thì chúng ta chỉ quan tâm đến 4212 thôi, đúng không? Còn À, dạ. 4211 ấy, thì mình không quan tâm, cho nên là mình đưa vào cái tài khoản này là hợp lý nhất. Em hiểu chưa? À, Tức là dạ. vẫn thể hiện trên 3334 ấy, phát sinh ấy, của 3334 ấy Dạ. là có khoản tiền này, nhưng thực ra khoản tiền này không phải là khoản tiền của năm nay mà khoản tiền Dạ. phạt, mà thậm chí là kể cả cái khoản tạm tính ấy của năm nay Dạ. thì em cũng chỉ được làm một bút toán duy nhất thôi, đó là nợ 3334 có 112 thôi, chỉ được chi tiền thôi, chưa được trích vội. À. Ừ. Mà cuối năm mình mới trích, em hiểu không? Cuối năm mà khi bên đặt Dạ. chuẩn bị trích đây này, chuẩn bị chị dạy em cái bút toán đúng cái này, nghĩa là bây giờ chị vừa mới Dạ. sửa cho em là 4821 sang 3334 thành 4211 trên có 3334, được chưa nào? Dạ. Dạ. Và lúc này thì em sẽ phải thực hiện bút toán kết chuyển lại. Cách chuyển lại. Đúng rồi, Dạ. em làm lại đi. Dạ. Mình À, thì chị sao em kết chuyển lại được đúng không? Dạ Sau khi đúng em rồi. kết chuyển lại rồi thì 4212 của em mới khớp được ấy trên cái Dạ. HTKK ấy, đúng không? À, Dạ. mình ra Dạ vậy, đúng. như vậy là cái HTKK của mình là đúng. Và bây giờ em Dạ, đã dạ. ra được cái số tiền 843 triệu 481 nghìn 679 đồng, là cái thuế mà em phải nộp cho ngân sách nhà nước đấy, đúng không? Dạ. Và bây giờ cái số tiền này em ghi ra chị nào, 483 481 679. Cũng báo với sếp luôn nhá, trước khi nộp báo cáo tài chính nhá. Dạ có. 483 481 679. Sếp lại bảo hỏi Dạ. sao mình không thông báo số thuế lớn thế này. Rồi, Dạ. mình nghĩ lại. Cái này của chị là đúng rồi nhá. Cái này của chị đúng rồi, tí nữa em Dạ. sẽ kết xuất ra. Được chưa? Dạ. Ok, ghi lại. Sau đó bây giờ em phải vào phần mềm mới ra. Đấy. Dạ. Bây giờ mới phải làm cái bút toán chứng từ nghiệp vụ khác. Đây. Thấy chưa? Chứng từ nghiệp Ừ. vụ khác. Ở đây Dạ. em định ngày cho chị là ngày 31 tháng 12 năm 2022, cuối năm. Đấy, em ghi ở đây chị là Dạ rồi. xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau quyết toán, phải nộp sau quyết toán, sau quyết toán nợ Dạ. tài khoản 821 821 có tài khoản 3334, 11 có tài khoản 3334 không đây. từ 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 dạ Rồi, số tiền ok cất
Em hiểu chưa? Chứ không phải là 8, 2, 1 chỉ xác định cuối năm thôi nhá. Chứ kể cả trong năm, em có đánh tặng tính trên trang nữa thì chỉ có một bút toán duy nhất là nợ 3334 có 112 thôi em nhá. Chứ nếu mà em định khoản nợ Dạ. 3334 có 112 rồi em đổi lại đảo là em lại làm thêm một bước xác định luôn chi phí ấy. Nợ 821 có 3334 ấy Dạ. là hoàn toàn sai Dạ. nhá. Mà em phải làm như thế này bởi vì lúc này em sẽ kết chuyển lại đại lộ. Bởi vì sao? Vừa mới thay đổi tăng cái 821 lên đấy, làm cho kết quả lợi nhuận sau thuế sẽ thay đổi, có đúng không em? Dạ. Rồi nhấn thêm chứ phải làm như em lúc đầu nhá. Mà cái cách làm như em lúc đầu là cách làm cũ của rất nhiều kế toán ấy, vẫn làm như thế. Có nghĩa là mình phải lên cái tờ khai quyết toán trước để xác định cái số Đúng tổng kế toán lợi nhuận trước thuế. đúng. Còn trong quá trình tạm tính thì chỉ làm một khoản duy nhất đấy là nợ 3334 Dạ. có 112 thôi. Còn không được đảo ngược Dạ. bút toán, đảo ngược bút toán thì lại chẳng là ghi nhận luôn thời điểm đấy, thì khi đó nó sẽ dẫn đến cái số thuế đây này. Cuối cùng ấy, cuối năm làm thế này thì nó dẫn đến cái số thuế mà mình phải nộp là thực sự đúng này. Đây, 933 34 nhá. Đây từ từ nào. 3334 này, nhấn click 3334 nhá. Đấy, Dạ. nó sẽ có hai bút toán, một là 87, cái này với cái này là hết rồi, coi như không có gì. Dạ. Thế cái này ấy, Dạ. trừ đi cái đầu đầu tiên của em này, số dư đầu kỳ là do của em là số dư nợ. Nghe chưa? Dạ. Em nộp thừa. Dạ. Để em nộp thừa. Nhưng trong Dạ trường hợp đúng. này ấy, khi em nộp thừa ấy, thuế họ cũng không công nhận bởi vì em chưa thanh tra quyết toán. Nếu như thanh tra quyết toán thuế rồi, năm ngoái rồi mà được công nhận Dạ. là em đang nộp thừa từng này thì được. Thì bây giờ em chỉ nộp có 660 triệu thôi. Đúng không? Nhưng mà em nộp này là em nộp của ngày xưa là 183 triệu, nhưng bây giờ em phải nộp là ở trên quyết toán của em ấy là 843 triệu. Thì em phải xem lại ở trên cái chỗ công nợ thuế ấy, của công ty ấy, xem họ có công nhận cho em ấy là đang được thừa 183 triệu này không. Đúng không nào? Nếu người ta công nhận thì Là em sẽ tự xem trên, trừ đi. nhưng mà nếu như năm nay sếp em muốn cấn trừ cái phần tiền dư đấy chỉ để Đâu. nộp cái phần còn lại thôi thì có được không chị? Em phải xem ở trên cái chỗ công nợ thuế. Dạ, tức là nếu mà nó hiện bên em dư từng đấy thì bên em mới cấn trừ được. Còn nếu mà trường hợp nó chưa hiện dư là lý do làm sao chị? Chứ hiện dư thì có thể là thuế họ đã cập nhật sai, hoặc là người ta sẽ có một cái cách cập, tức là có một cái này em phải đối chiếu ấy lại cái công nhận thuế. Nhưng mà thường Dạ. thường thuế thu nhập doanh nghiệp này thì phải đợi khi mà em thanh tra quyết toán thuế ấy, mới là cái số chắc chắn để họ công nhận đấy là em phải nộp thuế ấy, Yeah. là bao nhiêu. Nói chung tốt nhất là em nộp đến năm nào ấy, nộp năm đấy. Ví dụ như năm vừa rồi á, em không có tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý nào hết. Thì bây giờ với cái số tiền mà đang phải nộp là 800 mấy chục triệu như này này, thì em sẽ phải tính ra là 80% đến thời điểm quý 4 là phải tạm nộp 80%, thì từ bắt đầu từ thời điểm quý 4 đó đến ngày 31 tháng 3 năm nay là phải tính chậm nộp cho cái phần 80% đó, đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà Là cái đấy mình sẽ tự mình sẽ tự nộp phạt tính ra ấy, nộp tiền mình phạt, tự tính ra để nộp tiền phạt đấy. dạ, tại thời điểm mà ngày 31 tháng 3 là mình phải nộp luôn, đúng không Em chị? nộp tờ khai có nghĩa em nộp tờ khai thuế xong này em tính luôn ấy, tại thời điểm ấy em nộp tờ khai ấy, đúng không? À, tại thời điểm mình Em nộp nộp tờ tờ khai. khai đúng rồi nhá, xác định số thuế tại thời điểm em nộp tờ khai đấy. Vậy như vậy là chỗ này là em hiểu rồi đúng không? Có nghĩa là cái mà em phải nộp chắc chắn là phải là 843 rồi, còn 660 này này thì chưa chắc Dạ. chắn nhá, chưa chắc chắn đã được bù trừ 183 triệu này đấy. Còn nếu không thì bây giờ em cứ trước mắt em cứ nộp ấy số tiền ấy còn phải nộp cái đã nhá. Nếu thuế gọi ấy, Dạ. để yêu cầu ấy khi đấy mình sẽ tính tiếp, được chưa? 660 này cái nộp số này để cho nó gọn ấy, để đừng có dư ra ấy khi báo cáo tài chính. Dạ. Rồi ok em. Dạ. Chị, với lại em hỏi một chút. Rồi. Hôm bữa có mấy cái bút toán mà mình cấn mình đưa vào, ví dụ mình xử lý mấy cái mà năm ngoái sai mình đẩy vào 211 là nó không bị ảnh hưởng gì đúng không chị? Là mình có nghĩa là năm ngoái bên em có sai một vài giá trị nên là em có hạch toán để điều chỉnh. Ví dụ như là điều chỉnh giá trị tài sản cố định là em bỏ bảo hiểm xe ra khỏi nguyên giá.
với lại điều chỉnh bảo hiểm sai, với lại điều chỉnh rồi khoản sai thanh toán trai trần. Ừ. Mình đẩy hết vào 4211 này là không bị ảnh hưởng gì. Đúng rồi, chính xác, không ảnh hưởng gì hết nhá. 4211 chứ không phải 4212 đâu. 4211 là cái của ngày trước ấy. Cái lợi nhuận của năm ngoái. Mà năm nào người ta cũng chỉ xem ở trên kết quả kinh doanh thôi nhá. Mà kết quả kinh doanh thì nó chỉ thể hiện 4212 thôi. Như thế là báo cáo nó dễ. Thật ra thì cũng có nhiều ý kiến. Nhưng theo ý kiến của chị như thế là chị làm kiểu như thế hợp lý em ạ. Hợp lý. Rồi. Rồi nhá. Thế bây giờ tiếp theo. Bây giờ từ đây này, từ đây em mới tự làm lại cái phần báo cáo tài chính mà chị dạy lúc nãy. Đúng không? Dạ. Và sau đó em kết xuất cái thuyết minh báo cáo tài chính ấy. Dạ. Nghe chưa? Kết xuất cái báo cáo tài chính ra. Kết thuyết minh mình kết xuất xong thì mình có phải chỉnh sửa cái gì không chị, hay mình được để nguyên như vậy? Em kết xuất ra chị chỉ cho em luôn đấy nhá. Rồi sẽ chịu hướng dẫn cho em một số cái sổ sách luôn nhá. Để hôm nay coi như hôm nay buổi học này là buổi học chết luôn nhá. Báo cáo. Bên chị có gọi điện để chăm sóc ấy thì cứ nhận xét giúp chị. Nhận xét rồi. Bảo. Dạ. Chắc chắn là bạn sẽ gọi. Thế nào? Em học thế này thế nào? Thì em muốn biết đâu em cũng được. Nói chung là lên được cái báo cáo tài chính nên em cũng hiểu được một phần. Nói chung là chỉ có học, người đi làm thì chỉ có học thế này thôi. Chứ còn kiểu học trên thực tế của doanh nghiệp luôn ấy. Luôn ấy. Bây giờ gọi là chẳng có thời gian để mà đi học xong áp dụng vào. Đúng không? Bây giờ chị nói này. Đối với phần thuyết minh nhá. Thì những cái gì ấy mà nó thể hiện đấy, nó đã thể hiện đấy, nó đã lên đấy hết rồi. Được chưa? Thì nhưng mà có cột đầu năm này. Em nhìn thấy không? Thấy không? Có cột đầu năm. Thì ví dụ như có cột đầu năm ở đây là những có cái số liệu, ví dụ 138 chẳng hạn đi, đúng không? Đầu năm, à đây nó lên này, nó lên rồi, cuối năm nó lên rồi. Còn có những cái mà nó không lên đấy thì em ghép cái đầu năm vào. Còn thực ra em không ghép cũng không sao, bởi vì cái bảng thuyết minh này nó chả quan trọng đâu. Họ cũng đọc nhá. Thế nên em nói chung là em nộp cho đủ thôi. Hiểu chưa? Còn quan tâm nhiều quá đến phần thuyết minh. Như vậy là em gắn kèm với cái báo cáo tài chính, cái này em biết rồi đúng không? Gắn kèm. Dạ, biết. Rồi, ok. Như vậy là ba cái bảng cái là xong. Tiếp theo. Tiếp theo này. Dạ. Tiếp theo là em phải đánh lại số chứng từ. Đầu tiên là vào phần tiện ích như này. Đánh. Đánh lại số chứng từ đây. Nha. Dạ. Ok, chọn năm nay đi. Dạ. Phiếu thu. Phiếu thu, rồi. Phiếu thu chỉ bảo này, bắt đầu từ số hả? Số 1. Nhá, tổng số là 5. Và ở đây chị hay điền thế này, tính cho chị hay, cũng hay tỉ mỉ và cẩn thận. Từ từ. Cho nên ở đây chị sẽ điền số 22. Em biết vì sao không? Là vì sang năm 2023 ấy, mà em vẫn nối tiếp dữ liệu này này. Nếu em không để cái số 5 ở đây, mà 1 đến 5, từ 1, tức là giá trị bắt đầu từ 1 đấy. Đúng không nào? Tổng là 5 thì nó sẽ bị trùng ấy. Cho nên tốt nhất tiền tố để là 22, tức là chứng từ của năm. 22, vậy thôi. 2022. Nhấn lấy dữ liệu lên. Nhớ chưa? Dạ. Sau đó nhấn lại số chứng từ. Đấy, nó rất là khoa học. À, 2022 phiếu thu số 1, 2022 phiếu thu số 2. Nhấn. Dạ. Cất ở đây. Đấy. Dạ. Dạ, đang ghi hình ở bên đấy. Đấy, hiểu chưa? Thế tương tự như vậy nhá. Thì tất cả các phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có, chứng từ nghiệp vụ khác, rồi ghi tăng công cụ, dụng cụ, ghi tăng tài sản cố định ấy. Đấy. Mua hàng, bán hàng, đúng nào? Tất tật tật. Em đều đánh lại, đánh cho nó khoa học và đánh hết đầy đủ. Tự tí là mình sẽ tự đánh nhá. Nói chung những cái gì bên em không có thì bỏ qua, còn có ấy thì đánh vào. Đánh xong thì hủy bỏ ở đây. Được chưa? Thế sau khi đánh xong thì em sẽ vào báo cáo đây.
Đó. Báo cáo này. Vào. Vào tổng hợp này. Nhá. Dạ. Tổng hợp. Thì em sẽ vào cái phần sổ cái và sổ chi tiết. Ừ, chị biết rồi nhá, chị nói chuyện nó đây rồi nhá. Chọn là ví dụ nhá, đây là em sẽ vào cái phần sổ cái này. Sổ cái ở đâu tự nhiên vào tổng hợp này. Sổ cái trên đây này. Ôi nhỉ, sổ cái theo hình chữ nhật ký chung ấy, Nhật, số nhật ký chung hả chị? nói chung là buổi học thì chị cũng nghĩ là khi công việc của chị ấy, là hoàn thành nhé, cái báo cáo tài chính cho em Dạ. năm 22. Thế còn nói Dạ. chung là em cứ làm đi, thỉnh thoảng năm 2023 vướng cái gì đó ấy, cần hỏi ấy, thì cứ nhắn tin cho Dạ. chị sẽ hỗ Dạ. trợ nhá. Ok em. Dạ, dạ Ừ rồi. thế nhá, chị chào Dạ rồi, em. em cảm ơn. Dạ, em chào chị. Dạ.